Khi nào nên rút chân nhang bàn thờ để không mắc lỗi với tổ tiên, hãy xem ngay kẻo họa sát thân. Xin được mến chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được sự hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, bàn thờ là nơi trang trọng và linh thiêng nhất của cả ngôi nhà, và bát hương lại được coi là nguồn sinh khí mạnh mẽ nhất, giúp duy trì năng lượng trên bàn thờ. Và đây đồng thời cũng chính là nơi mà tổ tiên thần linh thường ngự giá để ban phát sự bình an cùng với phúc lộc cho con cháu trong nhà. Thông qua nén nhang thơm, gia chủ có thể bày tỏ tấm lòng hướng về cội nguồn, tưởng nhớ người đã khuất. Theo thói quen, người Việt thường thực hiện việc rút tỉa chân nhang và lau dọn bàn thờ vào cuối năm. Tuy nhiên, việc bắt hương đầy ắp khiến cho vụn hương vương vãi trên bàn thờ trông rất mất thẩm mỹ và làm thiếu đi sự tôn nghiêm của chúng linh thiêng, thậm chí còn đem lại nhiều vận hạn cho gia đình. Chính vì vậy, nhiều người thường thắc mắc rằng khi nào nên rút tỉa chân nhang và lau dọn bàn thờ, và có nhất thiết phải chờ đến dịp cuối năm hay không? Hãy cùng với Phong thủy Gia Cát chúng ta tìm hiểu về vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Xin mời! 1. Có nên thực hiện việc rút tỉa chân hương hay không? Theo quan niệm Phật giáo và phong tục dân gian, bát hương là nơi để cắm hương thờ cúng Phật và các vị thần linh, ông bà tổ tiên. Còn việc thắp hương về bản chất là để giao tiếp với thế giới tâm linh, Phật thần và linh hồn người đã mất. Vì vậy, mỗi khi cầu xin điều gì hoặc tưởng nhớ người đã mất, người ta thắp hương để thỉnh Phật thần hay linh hồn người đã mất về để chứng giám cho lòng thành, bày tỏ những điều mà họ muốn cầu xin. Trong khi đó, bàn thờ cần phải luôn gọn gàng, sạch sẽ để giữ được sự thanh tịnh, chứng tỏ lòng thành kính. Vì vậy, việc dọn dẹp bàn thờ và tỉa bát hương chính là điều cần thiết. Còn theo quan niệm phong thủy, bàn thờ chính là nơi tụ khí, mà khí sẽ ảnh hưởng đến mọi mặt trong đời sống của chủ nhà. Do đó, nếu để bát hương quá đầy, sẽ cản trở khí lưu chuyển, ảnh hưởng đến vận may của cả gia chủ. Như vậy, việc tỉa chân hương giúp cho bàn thờ phong quang, có nghĩa là điều cần thiết. Thực tế, bát hương để quá đầy, nhiều chân hương sẽ làm cho bàn thờ bị rườm rà, gây cảm giác bừa bộn. Mặt khác, có quá nhiều chân hương, lớp mới chồng lên lớp cũ sẽ khiến cho việc cắm hương khó khăn. Đó là chưa kể khi mà thắp hương, tàn hương rơi xuống có thể làm cháy bát hương. Không những gây tâm lý bất an cho gia chủ, sợ báo hiệu điểm xấu, mà còn rất dễ gây hỏa hoạn. Có người còn quan niệm, việc bát hương đầy khiến cho khi mà thắp hương, chân hương mới không cắm được xuống mặt tro của bát hương. Như vậy sẽ làm mất đi sự linh ứng trong việc thắp hương. Như vậy, dù với bất cứ quan niệm và phong tục nào, thì việc dọn dẹp sửa sang bát hương và tỉa chân hương cũng là điều gia chủ nên làm. 2. Rút tỉa chân hương và lau dọn bàn thờ vào ngày nào là hợp lý? Theo quan niệm của Phật giáo, thì suy cho cùng, bản thân bát hương và việc thắp hương không phải là vật thần bí hay linh thiêng, mà chỉ là vật trung gian để tiếp dẫn đến thế giới tâm linh với trần thế. Vì thế, chúng ta có thể tỉa chân hương bất cứ lúc nào cảm thấy phù hợp. Bản thân nhà chùa cũng thường xuyên tỉa chân hương. Ở những chùa có nhiều người đến lễ bái, nhà chùa còn tiến hành tỉa chân hương hàng ngày. Thậm chí, ở những nơi thờ tự có quá đông người đến lễ vào dịp đầu năm, cuối năm hay là lễ hội, người ta còn rút chân hương liên tục để tránh đầy bát hương. Có nơi người đến lễ vừa cắm hương xong, nhà chùa đền đã rút ngay cả khi mà hương còn đang cháy để tránh trường hợp đầy bát hương. Và sâu xa hơn là để tránh khói hương xông đầy nội tự gây ra ngột ngạt không gian chung. Tuy nhiên, đối với các gia đình chỉ thắp hương vào ngày rằm, mùng 1 và những dịp cúng giỗ, bát hương lâu đầy thì thường tỉa chân hương vào mỗi năm một lần, có nghĩa là vào dịp cúng ông Công, ông Táo, ngày 23 tháng Chạp âm lịch. Cũng có người nhân dịp những ngày giỗ Chạp lớn thì tiến hành tỉa chân hương. Còn theo quan điểm của nhiều người và nhiều vùng thì từ ngày 23 tháng Chạp đến ngày 30 Tết là thời gian thích hợp để tỉa chân hương và dọn dẹp bàn thờ. Như vậy, theo quan niệm Phật giáo và phong tục dân gian thì có thể rút tỉa chân hương khi cảm thấy cần thiết mà không cần phải kiêng kỵ ngày tháng, mặc dù tỉa chân hương có thể tiến hành vào bất cứ lúc nào khi mà bát hương đầy. Nhưng theo quan niệm có thờ có thiêng và có kiêng có lành, khi tỉa chân hương ở gia đình vào ngày thường thì bạn cũng nên chọn ngày tốt. Ngày tốt này có thể nhờ thầy xem hoặc chỉ cần chọn ngày hoàng đạo. Có thể tiến hành những thủ tục rất rườm rà khi tỉa chân hương, nhưng theo phong tục truyền thống, thủ tục cũng không cần phải quá cầu kỳ, chỉ cốt ở sự thành kính và người tỉa chân hương thơm tho, sạch sẽ là được. 3. Cách thực hiện các thủ tục rút chân hương dọn dẹp bàn thờ đúng chuẩn cho mọi gia đình. Người thực hiện việc tỉa rút chân hương chính là gia chủ, có nghĩa là chủ gia đình, hoặc sẽ là người đảm nhiệm việc thờ cúng trong nhà. Trước khi thực hiện, người này cần phải chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ, chỉn chu đầu óc, trang phục tôn nghiêm và lưu ý phải rửa tay thật sạch, nên xịt thêm nước hoa. Để thực hiện thủ tục rút tỉa chân hương thì trước tiên gia chủ phải sắm lễ hoa quả bày lên trên bàn thờ, rồi lên hương khấn vái xin phép các vị thần linh và gia tiên được cho phép sửa sang bàn thờ. Hết tuần hương thì tiến hành lau dọn bàn thờ và tỉa chân hương. Nếu tỉa chân hương kết hợp thay cho bát hương thì phải nhẹ nhàng rút tỉa hết chân hương rồi đổ cho ra khăn hoặc là giấy sạch, giữ lại 1/3 cho cũ, dùng khăn sạch và lau bát hương rồi đổ cho mới vào, đầy 2/3 bát hương là được. Nếu tỉa chân hương vẫn giữ lại cho cũ thì sau khi rút hết chân hương, lấy chiếc thìa sạch sẽ nhẹ nhàng, hớt lớp tàn hương phía trên, chỉ giữ lại lớp tro khoảng 2/3 trong bát hương là được. Lưu ý nên rút từng chân hương một và tro đổ bát hương phải là tro đốt từ rơm sạch. Sau khi đổ tro đầy khoảng 2/3 bát hương, tránh đổ tro quá đầy, tàn hương rơi xuống, nhanh đầy bát hương sẽ làm cho tràn ra ban thờ, gây không tốt và ảnh hưởng tới vệ sinh. Chọn 3 chân hương cũ, cũng có thể là 5 cây hoặc là 9 cây hương cũ, cắm lại vào bát hương. Chú ý, cắm trụm vào giữa bát hương, không cắm bên cạnh hay là cắm rải rác mỗi nơi một chân hương. Sau khi quét dọn ban thờ và tỉa chân hương xong, đặt bát hương vào chỗ cũ rồi thắp hương làm lễ an vị là kết thúc. Chân hương sau khi đã rút phải được gói lại để gọn gàng ở nơi thật sạch sẽ và sau đó đem đốt thành tro và thả ở sông suối. Tuyệt đối không được bỏ vào thùng rác hay để ở những nơi ô uế. 4. Gia chủ nên rút chân hương ở bàn thờ nào là tốt nhất? Thông thường, các gia đình có 2 ban thờ trong nhà là ban thờ thổ công và ban thờ gia tiên. Một số gia đình làm ăn buôn bán hoặc ở các cửa hiệu, trụ sở, các cơ sở kinh doanh còn có thêm ban thờ thần tài. Như đã nói ở trên, việc tỉa chân hương ngoài những quan niệm theo phong tục thì còn có ý nghĩa thiết thực, đó là tránh để bát hương quá đầy, gây nên rác cho ban thờ và dễ xảy ra hỏa hoạn. Do đó mà các ban thờ đều có thể tỉa chân hương khi cảm thấy cần thiết. Thủ tục cũng tiến hành đơn giản như đã trình bày ở trên. Ban thờ càng gọn gàng, ngăn nắp bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Quý vị thân mến, ngoài việc chú ý đến việc rút tỉa chân hương như thế nào và cách thức tỉa chân hương thì bạn cũng nên chú ý một số trong những yếu tố sau đây. Đó là việc sắp đặt bát hương, bài vị, vật dụng thờ cúng trên bàn thờ ra sao khi lau dọn bàn thờ để tránh bị phạm lỗi, ảnh hưởng đến gia tiên cũng như là tránh giúp phải những điều xui xẻo cho mọi người trong gia đình. Hãy cùng với Phong thủy Gia Cát chúng ta tìm hiểu trong phần tiếp theo. 1. Sử dụng dụng cụ không sạch để lau dọn bàn thờ. Bạn nên nhớ rằng bàn thờ chính là nơi tôn nghiêm và linh thiêng nhất trong nhà. Vì thế khi lau dọn bàn thờ tuyệt đối không được dùng dụng cụ bẩn. Trước khi lau nên chuẩn bị các đồ mới như chổi quét, khăn lau. Nước dùng để lau bàn thờ cũng cần phải sạch sẽ. Và theo quan niệm dân gian, nếu dùng chổi, khăn lau dọn chung vốn mang nhiều uế tạp thì sẽ không đảm bảo sự tôn nghiêm của nơi thờ cúng. 2. Tùy tiện di chuyển bát hương. Bát hương không chỉ là nơi để con cháu thắp hương nhớ về tổ tiên, ông bà, đây còn là nơi kết nối tâm linh giữa tổ tiên và gia chủ. Trong văn hóa tâm linh của người Việt, nếu tùy tiện di chuyển vị trí bát hương sẽ không tốt cho công việc làm ăn, sức khỏe của mọi người trong gia đình. Để hạn chế di chuyển bát hương, gia chủ chỉ cần dùng khăn sạch, nhúng rượu rồi lau bát hương là được. Ngoài việc không được tùy tiện di chuyển bát hương, gia chủ cũng không được tùy tiện di chuyển chân hương, bởi vì nó sẽ gây ảnh hưởng không may mắn tới gia chủ. Không tự ý tỉa và đổ chân hương, đặc biệt không làm đổ vỡ đồ vật, không nói tục chửi bậy, không to tiếng, làm ảnh hưởng tới bề trên. Các chuyên gia tâm linh cho rằng việc tỉa chân hương có thể làm hàng tháng vào dịp cuối tháng để bát hương bàn thờ luôn sạch sẽ, sáng sủa và tránh hỏa hoạn. Việc lau dọn trên bàn thờ không nên quá thường xuyên vì khu vực đặt bát hương rất cần tụ khí, nếu động chạm liên tục thì theo tâm linh cũng không tốt. Còn bình thường, khi thắp hương chỉ nên lau dọn bàn thờ cho sạch sẽ, không để bụi bẩn hay mạng nhện dính ở đó là được. Từ trước tới nay, người ta luôn quan niệm rằng người lau dọn bàn thờ phải chính là gia chủ, đại diện cho gia đình. Thế nhưng theo các chuyên gia phong thủy thì chỉ cần là thành viên trong gia đình, ai làm việc này cũng được. Chỉ có một số lưu ý nhỏ, đó là trước khi dọn dẹp thì cần phải tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc kín đáo, đàng hoàng, chỉn chu và thật thành tâm. Sau đó chuẩn bị đĩa hoa quả, đặt lên và thắp một nén hương thông báo cho tổ tiên và thần linh biết rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ thu dọn bàn thờ. Mời tổ tiên và thần linh tạm lánh sang một bên để con cháu thực hiện công việc. 3. Đặt bát hương trông tranh. Bàn thờ gia tiên của người Việt thường có 3 bát hương, bát chính giữa là bàn thờ quan thủ công, thổ thần, táo quân, hai bát hai bên là thờ ông bà tổ tiên của gia đình. Bát hương cần phải được đặt ở vị trí chắc chắn, không được để chỗ trông chênh vì có nguy cơ sẽ bị xê dịch. Và trong quá trình lau dọn bàn thờ rút tỉa chân nhang, hạn chế di chuyển mạnh bát hương bởi người xưa cho rằng đặt bát hương chông chênh thì bát hương sẽ bị động, hàm ý mọi thứ sẽ không được ổn định và dễ đổ vỡ. 4. Làm đổ vỡ đồ vật thờ cúng. Người Việt từ xa xưa vốn kiêng kỵ làm đổ vỡ đồ vật vì có điểm báo xấu, xui xẻo sắp đến, nhất là đồ thờ cúng. Việc đổ vỡ chính là điều đại kỵ. Đồ thờ cúng trên bàn thờ thể hiện lòng thành của con cháu với người đã khuất, các vị thần linh. Vì thế nếu làm vỡ, người xưa quan niệm rằng đó là dấu hiệu tổ tiên không hài lòng điều gì đó hoặc là có một điểm xấu nào đó sắp tới. Vì thế khi lau dọn bàn thờ, bạn cần phải thật cẩn thận, tiến hành nhẹ nhàng, tránh tuyệt đối không để đổ vỡ đồ vật. 5. Bỏ cát bẩn vào trong bát hương. Bát hương cần được bốc bằng tro sạch, đốt từ rơm nếp hoặc là rơm tẻ sạch, lọc kỹ để bỏ đi những tạp chất, đảm bảo tính trang nghiêm và thanh tịnh. Gia chủ không nên bỏ cát bẩn vào trong bát hương bởi vì theo quan niệm dân gian thì cho rằng việc làm này sẽ khiến cho gia đình lục đục gặp những điều không may mắn trong năm đó. Thưa quý vị, hy vọng rằng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp cho quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.